ở đây mình tự nhuộm luôn hả cô? Có những cái mình nhuộm được, mình tự nhuộm, mua thuốc về nhuộm. Chứ không phải mình nhuộm từ lá cây với cỏ cây. Hồi xưa kìa. Bây giờ thì tự công nghiệp rồi. Nghĩa là mỗi ngày của mình là buổi sáng mình dậy cái mình quay tôi quay sợi để sẵn đó. Rồi hả, 7-8 giờ mình quay sẵn đó rồi vô về. Ngủ dậy từ 6 giờ quay sợi để sẵn trong cái ống go. Rồi mình mới qua bên này mình dịp, đưa vào cái kho dịp. Một ngày tới 5 giờ chiều mình nghỉ. Cái tháng này là mọi người đi cắt lúa, không nghe nói là đi cắt lúa cho nên là không có gì mình dậy. Đúng rồi, bây giờ ta đang phơi lúa. Thì cái tháng nào mà đông nhất? Đông nhất là mùa gieo lúa xuống. Lúc đó là phụ nữ đến tập trung để đây ở đây về. Thì ở đây mình vừa trồng lúa, mình vừa dệt. Làm cả hai ngày. Chắc nguyên ngày bận lắm. Đúng rồi. Phải làm cho có tiền nuôi con đi học. Đây thì mình bắt đầu cái làm ở cái nhà mình muốn cho đây là từ bao lâu này cô? 4 năm rồi. Rồi trước đó là mỗi người từ... nhà ai nấy làm. Bây giờ thì còn làm ở nhà không? Bây giờ còn làm ở nhà. Có chứ. Vẫn còn nhà nào dạy. Mà có công lao động nữ thì là vẫn còn khung giờ đó nha. Đúng rồi, cái truyền thống mà có khung mới thỉnh thoảng rảnh là dịch. Đó là nghề truyền thống, nghề cái duy nhất là nghề này. Ở đây mình dệt đó ra thì mình có sử dụng trong nhà không hay là chỉ có chứ, để đồ để hồi mà trăm tuổi già chết đi thì phải có toàn bộ những cái hàng. Cái đồ ở trong tủ kia kìa, đồ đó để đồ để chết đó, liệm chết đó. Trong tủ đó là đồ để liệm chết. Ừ. Chứ còn không mặc. Không mặc vào ngày lễ hội. Nghĩa là quần áo hay là những cái khăn mà mình làm ở đây là lễ hội. Vừa lễ hội vừa để tang chứ. Không bịt cho nó mát. Cô thấy cái cô chị bên kia nói có mấy cái khăn đó, quấn trên đầu đó. Đúng rồi, đó. Ở bên dạ, anh chà cà hai cài cái thằng nó biết luôn. Ừ, nó là giữ cái nghề, cái phong tục. Anh mặc đồ vừa chăm luôn. Đó là phong...